Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Xin chào mọi người. Thì đây, hôm nay chúng ta sẽ đến với đảo đấu luyện phiên bản OB20 nha các bạn ơi. Let's go thôi nào. Thì đây nó là vùng tham gia đảo đấu luyện. Còn ở ngoài thì nó sẽ như một cái sảnh chờ thôi. Ok, thì anh em thấy không? Và cái khu vực này thì Kẹo gọi nó là đảo chờ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ dành một cái khoảng thời gian để khám phá đảo chờ nha anh em ơi. Về đảo chờ của chúng ta thì cũng có khá là nhiều những cái công trình mới lạ. Tức là cho anh em một cái trải nghiệm game là thú vị hơn và có cả mưa nữa cơ. Rất là lãng mạn luôn phải không nào anh em ơi. Ok. Thì trên này. Đây tham gia đảo đấu luyện. Các bạn vào vùng xanh để tham gia đảo đấu luyện nhá. Các bạn ơi, ở đây có nút chat này. Uầy, và anh em có thể là nhập được luôn nhá. Uầy, nó hiện trên đầu luôn, hello. Như vậy thì hé lộ tại phiên bản OB20 là anh em có thể là chat được trong trận đấu luôn. Phải nói là một tính năng rất là hay và thú vị phải không nào anh em. Rồi nha mọi người, và đây chính là đảo đấu luyện của chúng ta đây. Anh em ơi, ở đây thì nó sẽ có ba cái dương. Thứ nhất là dương vũ khí này và có dương trang bị cũng như là vật phẩm nữa anh em ơi, ok. Ở đây thì Kẹo thấy phiên bản OB20 nó có thêm một cái trang bị mới. Các bạn thấy không? M14 lõi cơ khí. Thì mình sẽ thử coi anh em. Mua cái M14 lõi cơ khí. Vật phẩm thì chắc là mình không cần gì đâu. Ok. Và mua thêm cây súng M14 nữa nhở. Rồi nha. Anh em ơi, lắp lõi cơ khí vào nè. Rồi nha. Như vậy là vẫn đang còn dư luôn anh em. Thì cái lõi cơ khí này sẽ có tác dụng là cho phép bắn liên tục và tăng tốc độ bắn luôn. Uầy, phải gọi là một trang bị cực kỳ là ngon đối với cây súng M14 trong phiên bản OB20. Uầy, anh em thấy không? Khi mà M14 tăng tốc bắn với lại bắn liên thanh thì rất là đã luôn. Chưa kể là đây, hiện tại thì mình còn dùng skin M14 giúp tăng tốc độ bắn nữa. Quá tuyệt vời anh em. Với lượng đam ổn định như này thì M14 trang bị thêm lõi cơ khí chính là một cái cây súng mà có thể là gây sát thương cao và hạ gục mạng cực kỳ là dễ dàng. Này, đã chưa? Phê vãi luôn này. Bắn bia phải gọi là chuẩn xác luôn mọi người. Rồi nha anh em, bây giờ là thêm trang bị cho M14 nha. Vâng, chúng ta thiếu nòng súng này, tay súng này, với lại cả băng đạn nữa. Rồi nha. Wow, một full trang bị. Và anh em thấy không, thiếu cái nòng súng nữa, ok. Để mình lựa nốt cái nòng súng này. Rồi nha, tuyệt vời luôn. Thừa trang bị, vứt ra ngoài cho nó gọn này. Ui, đam ghê vãi luôn, 275 luôn. Khi mà bắn vào đầu thì đam của cây M14 này sẽ là 275 nha. Thật sự là một viên luôn. Một viên địch gục luôn. Với lại thì quan trọng là M14 là cho phép bắn liên tục. Đấy, khi mà anh em sử dụng cái lõi cơ khí thì các bạn thấy là nó có ngon không ạ? Riêng Kẹo thấy thì về khoản này, cây M14 sẽ có được cái sức cạnh tranh so với những cái cây súng khác trong phiên bản OB20. Thật sự là tuyệt vời. Ok. Và OB20 thì dự kiến ra mắt sẽ là ngày 14 tháng 2 nha. Như vậy thì chỉ còn tầm khoảng là một tuần nữa thôi anh em ơi. Hơn một tuần nữa. Chính xác là như vậy thì các bạn sẽ được trải nghiệm phiên bản OB20. Vâng, Kẹo thì vẫn đang hóng từng ngày đây. Không biết là anh em có hóng nhiều không nhở? Thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video nhé. Rồi nha, và tham gia vào khu vực giao tranh để test cái cây súng M14 này, lõi cơ khí thực chiến xem là như nào. Uầy, vãi. File này hơi lỗi anh em ơi. Test thực chiến thì có vẻ như là hơi sai. Này, các bạn thấy không? Uầy, M14 bắn liên thanh đã vãi trưởng luôn. Thật ra thì chuyện này cũng lâu rồi. Đó là trước kia thì cây M14 này được phép bắn liên tục luôn. Và Garena thấy sức mạnh quá bá đạo, thế nên là đã fix lại. Và M14 chỉ bắn được phát 1 thôi. Thì đến phiên bản OB20, khi mà các bạn trang bị cái trang bị hiếm vào, đó là M14 lõi cơ khí, thì sẽ cho phép anh em bắn liên thanh và thật sự là ngon luôn. Cực kỳ là ngon luôn, anh em thấy không? Chỉ còn tầm khoảng là 4 viên. Chính xác là 4 viên. Với lượng sát thương đó là 50 mỗi lần bắn, thì anh em có thể hạ gục kẻ địch được. Khá là đơn giản phải không nào? Đấy, và khi trang bị đầu ngắm 1x cũng như là tay súng 3 thì M14 tỏ ra rất là bá đạo. Nếu mà anh em thêm nòng 3 nữa thì sẽ tăng sát thương cho súng và tăng cái khả năng bắn xa cho súng. Khá là tốt anh em. Ok, ngon nghe, hồi sinh ngay. Kẹo là Kẹo thấy cái vụ này là hơi bị thú vị nha.
Và ở chế độ giao tranh này thì anh em sẽ được hồi sinh liên tục luôn và không giới hạn số lần. Và khi mà các bạn vào cái mục này thì anh em có thể là test tha hồ, test thoải mái skin súng mà anh em không lo bị ảnh hưởng gì cả luôn anh em. Thì đơn giản là chế độ này chỉ là chế độ để cho anh em test súng mà thôi, cũng như là test những cái trang bị trong game nữa và làm quen với cách kéo tâm chẳng hạn này. Và chơi game trong chế độ này thì các bạn sẽ không bị trừ điểm rank, các bạn không bị trừ bất cứ một cái điểm chỉ số gì cả anh em ơi. Uầy, làm sao đấy hả? Ai nó cầm cây súng kia thì nó lợi hơn là đúng rồi các bạn ơi. M14 chỉ bá đạo khi mà ở tầm xa thôi, chứ còn là M14 bắn tầm gần thì thôi xong, bỏ miệng luôn nhở. Vãi, kêu nhau nhanh vậy. Uầy, xong luôn anh em. Chơi kiểu này cay cú vãi nhở. Hồi sinh ngay. Uầy, vừa hồi sinh luôn. Anh em thì gắt chưa ạ? Các bạn nào bảo là không gắt đi. Đấy, rất nhanh luôn anh em. Và cây M14 của mình hiện tại đang được trang bị đầy đủ các cái trang bị cấp độ 3 luôn. Nòng súng 3 này, chúng ta có tay súng 3 với lại băng đạn level 3 nữa. Rất ngon và quan trọng, M14 lõi cơ khí chính là trang bị phụ thêm, một trang bị cực kỳ là hiếm và khá là ngon luôn. Yes, các bạn thấy tuyệt vời không? Khi mà M14 bắn được liên tục thì phải nói là đây là một cây súng mang cái lượng sát thương hủy diệt luôn anh em ơi. Và các bạn cứu mạng hết sức là dễ dàng luôn. Và nghe tiếng bắn súng thì vô cùng là đã tai. Không biết là anh em có cảm nhận như kẹo được không ạ? Nào, thằng bé ngay đây. Vãi hàng thế nhở? Úi dồi ôi, làm sao mà ăn được kẹo hả? Ok, các bạn ơi, di chuyển thế nào? Có người luôn. Làm sao? Hai viên nữa này. Uầy, ok, đã xong nhá. Lại bị thằng ở trên hạ. Pha này thì hơi xui xíu thôi. Ok, để coi phục thù các bạn ơi. Nào, loanh quanh thì cũng chỉ có mấy đứa thôi. Các bạn là đang đấu luyện mà, nên là cũng chỉ có mấy thanh niên này. Hồi sinh đi, hồi sinh lại thôi mà, chứ có gì đâu hải anh em ơi. Vì thế nên là đây sẽ là cuộc chiến không hồi kết nha mọi người. Hình như là khi mà kẻ địch có giáp 3 thì lượng sát thương từ cây M14 gây lên đó là 40 máu, 40 máu trên mỗi lần bắn anh em ơi. Như vậy thì tương đối vẫn ngon hơn rất là nhiều với cái tốc độ bắn nhanh, với lại thì khả năng bắn chính xác tuyệt vời anh em. Không có gì để chê cả vào cây M14 lõi cơ khí này. Hello, anh em chờ kẹo xíu nhá. Thằng nào ở trên này? Nó vào trong nhà. Uầy, tính căn sọ cơ. Nhưng mà thôi anh em ơi, bắn luôn cho nóng, chứ còn là căn sọ thì lại không ăn được nó thì bỏ miệng luôn nhá. Anh em ơi, mày chạy đâu? Thằng kia, một viên nữa lên bảng. Mà nó lại bị thằng khác hạ rồi. Vãi thật, vừa hồi sinh này, hồi sinh thì cũng đai. Thôi xong, thằng bé hét soi anh em ơi. Thằng này cầm A-Dup vào đấu luyện cơ. Ok, còn kẹo thì lại xài 14. Rồi nhá, làm gì nhau, bình tĩnh đi bạn ơi. Yes, ngon lành. Hồi sinh hải mây, thế thì lên bảng. Và mọi người ơi, nếu như mà các bạn thấy video của kẹo hay, anh em đừng quên đó là hãy nhấn like và chia sẻ video giúp kẹo nhá. Thằng nào chỗ kia vậy? Lên bảng. Rất nhanh luôn anh em, lên bảng luôn. Ngon không mọi người? Lượn là qua đây xíu nào. Và tất nhiên là sẽ tiếp tục test cây súng M14 lõi cơ khí này luôn. Kiếm thêm được khoảng là chục kill nữa nghỉ là vừa nhở. Uầy, bình tĩnh anh em ơi, vì đây là chế độ đấu luyện nên là nó không hiện kill, anh em bắn xương xương thôi. Cái đậu xanh chứ. Bọn này lại trốn đâu nhở? Thôi bình tĩnh nào, đây, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Mình thì mình không mang máu của chế độ này cơ, nên là chơi game thì cũng hơi khoai đấy. Ok mọi người, cơ bản là test súng là chủ yếu thôi mà, thế nên là mình cũng không mang máu làm gì cả. Ok, làm sao đây? Ui, nữa này. Thằng bé nhảy lẹ vậy anh em ơi. Test khả năng liên thanh M14 mà, nó nhảy từ trên cao xuống nó chết mất tiêu rồi. Hello hello, còn ai không đây? Mấy thằng kia nó out game gì à? Nó không test chế độ này nữa hả? Vãi thật. Mấy thằng kia chắc là đấu luyện xong rồi nên là chúng nó ao anh em ơi. Kẹo đang ở vùng giao tranh đây nhưng mà không còn ai nữa hả? Vãi thật. Giờ lại chỉ còn lại mình kẹo thì hơi buồn à đây. Rồi làm sao? Chuẩn bị lên bảng đi em ơi. Yes, quá nhanh và quá nguy hiểm. Nào, coi chừng nha. Chạy lên đây. Nào, thằng kia đang rất là yếu máu rồi các bạn ơi. Hóng thôi. Anh xem chú sống được bao nhiêu lâu nha. Nào,
Trên này đó hả? Ui, phải là headshot mình. Pha này hơi sai. Pha lúc nãy là hơi sai thôi. Ok, làm sao đấy hả? Đã bị đai rồi cơ. Kẹo đang tính là phục thù nhưng mà không thành công. Ok, mày dám cãi mạng của anh được không nào? Lên bảng. Đấy anh em thấy dễ không ạ? Và mọi người ơi, nữa này. Thôi sao? Đã mất tiêu rồi. Thôi thì có lẽ là ngày hôm nay thì Kẹo sẽ dừng video tại đây đi. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.